Tử vi tuổi Mão tháng 12 âm lịch, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, tuổi Mão chính là con giáp thứ tư trong tử vi 12 con giáp. Mèo là biểu hiện của sự trường thọ và được coi là sự may mắn tự nhiên. Con giáp này được thừa hưởng những phẩm chất tuyệt vời và vô cùng tinh tế. Người tuổi Mão là người nhẹ nhàng, duyên dáng, tốt bụng. Bản chất tự nhiên của họ là ngoại giao. Họ có sự gắn kết chặt chẽ với tất cả mọi người. Chính vì thế, họ là người sẽ giành được những thành công nhất định trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, vận trình trong tháng 12 âm lịch này có suôn sẻ cho họ hay không? Cát hung nạp vận chi tiết của tuổi Mão ra sao? Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy, cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi ngay video sau đây của chúng tôi. Quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Mão. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 12 âm lịch những gia chủ tuổi Mão sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Ất Mão sinh năm 1975 và mệnh chủ Kỷ Mão sinh năm 1999. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 11, tức ngày 25 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 và Tân Mão sinh năm 1951. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 12, tức ngày 6 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 và Kỷ Mão sinh năm 1999. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mão trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 12, tức ngày 14 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 12, tức ngày 26 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 12, tức ngày 7 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ất Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Mão trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, mặt sự nghiệp. Tháng cuối năm này không phải là thời điểm dễ dàng đối với những người tuổi Mão trên nhiều phương diện. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những áp lực trong công việc. Khi đã bắt tay vào công việc, không được lơ là, chênh mạng. Trong công việc, bạn khó đạt được kết quả như mong muốn. Bạn thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn cố gắng. Trong tháng sẽ có những căng thẳng, những mâu thuẫn tại nơi làm việc. Với những người làm kinh doanh, thị trường thật sự không tốt và công ty của bạn sẽ xảy ra một loạt những vấn đề. Lục đục, mâu thuẫn sẽ xảy đến. Bạn là người lãnh đạo,
người đứng đầu, bạn đã dẫn dắt công ty một thời gian dài. Đừng chỉ vì một phút nóng này mà làm mất bình tĩnh, mất sự tín nhiệm của cấp dưới. Hãy lắng nghe ý kiến từ tập thể, tiếp thu và cải tiến để bộ máy công ty làm việc hiệu quả hơn. Cũng nên có những lời động viên, khen ngợi kịp thời với nhân viên của bạn. Họ là những người đồng hành cùng bạn cho đến ngày hôm nay. Với người quyết định nhảy việc, tháng này sự thay đổi môi trường được khuyến khích vì có thể mang lại cho bạn trải nghiệm thú vị. Tuy vậy, bạn rất cần có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè. Chỉ nhờ thế, bạn mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ và tạo nền móng tốt nhất cho tương lai. Công việc nhóm càng đóng vai trò quan trọng, vì thế hãy sẵn sàng tinh thần học hỏi, chia sẻ. Bước sang tháng 12 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Mão nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, gỗ huyền long, hợi, mão, mùi. Vật phẩm sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hành hông. Thứ hai, mặt tài lộc. Bước sang giai đoạn cuối năm nhưng tình hình tài chính của tuổi Mão thật sự không được như ý. Công việc không tốt ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của bạn. Những người làm công ăn lương cần cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc của mình thì mới mong hưởng được lương. Còn với những người làm kinh doanh, thời điểm này cần hết sức chú ý. Vì tử vi tháng 12 âm lịch cho thấy bạn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý, tuyệt đối không dính líu đến những mối làm ăn bất chính, kẻo lại mất thêm tiền. Hơn nữa, tháng này chi nhiều hơn thu nên bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh trường hợp cháy túi. Nằm trong bộ tứ hành xung, Tý, Ngọ, Mão, Dậu nên năm nay, cho nên trong năm Canh Tý, những người tuổi Mão phạm hình thái tuế sẽ gặp phải những khó khăn, trục trặc không đáng có. Khuyên gia chủ tuổi Mão đem theo kim bài thái tuế bên mình để hóa hung, thành cát, đem lại may mắn, bình an. Thứ ba, tình cảm và gia đạo. Trong tháng 12 âm lịch, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn không được tốt. Ngoài ra, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn và mất nhiều thời gian, lòng vòng. Bạn nên thư giãn vào cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Còn với những người độc thân trong tháng này sẽ khó tìm được người ưng ý. Bạn luôn sống trong thế giới của mình, dù khó khăn, mệt mỏi cũng không hề chia sẻ. Đôi khi bạn để cái tôi của mình quá cao, dù sai nhưng bạn không chịu nhận lỗi về mình. Điều đó vô tình đẩy bạn ra xa hơn. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như để gia đình được yên ổn và các gia chủ tuổi Mão nên mang bên mình vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, mặt sức khỏe. Sức khỏe là vấn đề bạn cần phải quan tâm trong tháng 12 âm lịch. Áp lực từ công việc khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lo âu. Bạn cần phải có suy nghĩ tích cực, không nên oán trách, đổ lỗi cho bản thân hay cho bất cứ ai. Sông có khúc, người có lúc, ai cũng sẽ phải trải qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Quan trọng là bạn phải nỗ lực để vượt qua nó. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Mão không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể tận hưởng, hưởng thụ, trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Mão. Thứ nhất, tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Quý âm thủy gặp kỷ âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Mão sẽ dễ có được tài lộc hơn. Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với người bạn đời. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp tinh thần, sức khỏe của gia chủ luôn được tỉnh táo và minh mẫn. Ngoài ra, vật phẩm còn có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc,
nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ hai, tuổi Ất Mão, Ất Âm Mộc gặp kỷ âm thổ là thất sát, thiên quan. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Mão nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Tháng này với tuổi Ất Mão gặp may mắn trong ngư sự và tiền bạc. Tuy nhiên, nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá, tình cảm gia đạo, ăn vui. Nữ mạng tuy có âm dương phù trợ nhưng do vận xấu, chưa nên thực hiện các mưu sự mới. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được những thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Sự nghiệp của người Đinh Mão tháng này khá ổn định. Trong quá trình làm việc, ít nhiều bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm, miễn là bạn có thể chịu áp lực. Tuy nhiên, các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Đinh âm hỏa gặp kỷ âm thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Đinh Mão nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Để hóa giải vận đen, các gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo đã được khai quang, trì chú. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999. Kỷ âm thổ gặp kỷ âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ tuổi Kỷ Mão gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của gia chủ. Mọi mưu sự, toan tính đều dễ thực hiện. Mọi việc khó đều có người giúp nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 năm 2020 âm lịch của các gia chủ tuổi Mão. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Mão trong tháng 12 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.